Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cùng đoàn công tác của Trường Đại học Hạ Long đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai nhà trường. Trường Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học đa ngành được đầu tư đồng bộ hiện đại với nhiều ngành đào tạo có thế mạnh như du lịch, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ thuật, môi trường, thiết kế mỹ thuật, tài chính ngân hàng với gần 25.000 sinh viên hệ chính quy. Tại buổi làm việc, trường Đại học Hạ Long và Đại học Văn Lang đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối liên hệ, học thuật và trao đổi giao lưu văn hóa thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo và hợp tác chung. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo. Trọng tâm là các ngành du lịch, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và môi trường, hợp tác nghiên cứu khoa học trong phạm vi các dự án sáng tạo khởi nghiệp, phát triển du lịch bền vững và quản lý rác thải nhựa trên vịnh Hạ Long. Nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng và phương án kiến trúc khu đô thị Đại học Hà Long tại khu đô thị mới Trạm Khê, Uông Bí trên diện tích 50 ha. Các nội dung thỏa thuận sẽ được trường Đại học Hạ Long và Đại học Văn Lang triển khai trong thời gian sớm nhất.